Hello anh em, mình là Kiên Motul. Vâng, thưa các bạn, ở trên màn hình các bạn là ba chai dầu. Một là Catron, hai là Yamaha, ba là Motul. Vâng, ở cái clip trước ấy, thì chúng ta cùng nhau đi xăm soi và đánh giá những cái phẩm chất của từng chai dầu. Ở cái clip lần này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn lựa chọn cho mình một chai dầu để phù hợp nhất với cái dòng xe của các bạn đang đi. Ở đây mình đang nhấn mạnh là dòng Yamaha. Ở cái clip tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn cách lựa chọn cho mình một cái chai dầu để phù hợp với những chiếc xe dòng Honda. Đại đa số Honda ở thị trường Việt Nam là những cái chiếc xe số, xe uê, xe gym, thì sẽ lựa chọn cho mình một cái chai dầu nào cho nó phù hợp. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn lựa chọn cho mình một cái chai dầu giá thành hợp lý mà vẫn phù hợp đối với những cái chiếc xe mà cao cấp hơn, ví dụ như chiếc xe Exciter hoặc là xe Winner của Honda chẳng hạn. Ở cái clip này hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn lựa chọn cho mình một cái chai dầu nhất mà không thuộc cái sản phẩm của công ty sản xuất xe máy đưa ra. Các bạn ai cũng biết thì cái chai Yamaha này thì nó thuộc của cái tập đoàn sản xuất xe máy Yamaha. Họ là sản xuất xe máy và cũng sản xuất cả dầu nhớt. Tuy không trực tiếp sản xuất những cái chai dầu nhớt này để cung ứng ra thị trường, thì họ cũng làm theo đơn đặt hàng của công ty Yamaha đúng theo cái chỉ số và chất lượng để các cái công ty OEM sản xuất cho họ, cung ứng cho họ, và họ sẽ là bên phân phối đến các cái đại lý chính hãng của dòng Yamaha và phân phối đến tận tay các bạn. Vâng, không dài dòng nữa thì cái clip này ấy, thì các bạn đã biết được đâu là cái sự lựa chọn một cái chai dầu nhớt để phù hợp với cái xe các bạn ngoài những cái chai dầu nhớt của hãng sản xuất xe máy đưa ra cho các bạn. Thì mình xin phép bỏ cái chai Yamaha này ra. Thì ở đây thì mình có bảy một chai Motul 3100 CV 10W40. Và một bên mình có một chai Catron Power 15W40. Ở hai cái chai dầu này thì thằng Catron nó in chỉ số đằng sau, mình xin phép được quay mặt sau. Đó. Đây in chỉ số rõ ràng, ở đây cũng in chỉ số rõ ràng. Mình sẽ đọc cái chỉ số của thằng Catron trước. Catron Power 15W40 4T dầu dành cho xe số APISL Gaso M2. Con chai Motul là 3100 CV là mã của sản phẩm. API cũng là SL và độ đậm đặc của dầu SAE là 10W40 Gaso M2. Đó. Nhưng cái chai Catron thua kém cái thằng Motul ở cái dầu Catron chỉ là dầu gốc khoáng. Còn chai Motul đã được lên một cái phẩm chất cao hơn là dầu bán tổng hợp. Ở đây có chữ Technocitec. Đây. Chữ Technocitec là dầu bán tổng hợp. Đó. Về phẩm chất của hai chai dầu tương tự nhau, về gia xô tương như nhau và cái độ đậm đặc của dầu là tương đương như nhau. Ở đây các bạn có thấy khác nhau là 15 W và bên này là 10 W, thì hai cái số đầu này các bạn cũng không cần quan tâm ở thị trường Việt Nam, mà các bạn chỉ cần quan tâm cái số 40 là độ đậm đặc của dầu, ở đây cũng là số 40 là như nhau. Có chăng chai Motul này hơn cái thằng Catron này là cái chữ này, nó là bán tổng hợp. Thì mình nhận xét giữa hai cái chai dầu này như sau. Cùng đổ vào một chiếc xe, ví dụ như cái chiếc xe Sirius hoặc chiếc Jupiter, thì khách hàng của mình có những cái phản hồi, và trực tiếp mình đi, mình đang đi một chiếc Sirius thì là mình cảm nhận được như sau. Mình sẽ nói dầu Catron trước. Dầu Catron khi đổ vào chiếc xe Sirius
Các bạn sẽ thấy cái sự thay đổi rõ rệt giữa đang đi dầu cũ và thay dầu mới. Các bạn sẽ cảm nhận được ngay. Thằng cắt trôn này sẽ cho các bạn cái cảm nhận tốt nhất là ở trong cái khoảng cây số là từ 0 km bắt đầu bạn mới thay cho đến khoảng cây số là 6 đến 700 km đầu. Sẽ cho các bạn đi có một cái cảm giác đi bốc máy nhẹ ga và máy có cảm giác rất êm, đi số mượt. Đó, rất phù hợp với các bạn mà đi trong đô thị nhẹ nhàng. Nó có cái cảm giác là êm. Nói chung là có cái cảm giác rất là khó tả. Đó, nếu như các bạn nào mà đam mê về xe, yêu quý, thực sự yêu quý những cái chiếc xe của mình thì các bạn mới có những cái cảm nhận được như vậy. Còn những cái bạn nào mà không hay có cảm nhận về xe ấy, thì các bạn cũng biết ngay là cái thằng Castrol này khi mới đổ vào máy, máy rất mát. Đó. Còn sau 600 đến 700 cây số đổ về sau này cho đến khoảng 1.000 hai cây số thì đi dầu cắt chôn này nó không được mượt mà như lúc đầu, đi sang số có hiện tượng là dai, nó hơi nóng máy, và khi mình gia tốc ở cái tốc độ cao thì côn có hiện tượng là hơi có bị trượt, và các bạn khi gia tốc như thế sang số có hiện tượng là bị sượng số. Đó là cái cảm nhận của khách hàng của mình và cũng là cảm nhận của mình khi mình đi dầu cát trôn. Đến tiếp theo mình sẽ nói đến dầu Motul. Cái dầu Motul này mình phải khẳng định là nó hay hơn cái dầu cát trôn khi và đổ vào cái xe Sirius chẳng hạn. Các bạn khi mới đổ dầu vào thì cái cảm nhận rõ rệt ban đầu là không không thực sự rõ ràng. Các bạn có cảm nhận được rõ ràng nhất là đi khoảng đến 300 km thì các bạn sẽ có cái cảm giác là đi số mượt, êm, động cơ làm việc hiệu quả, tăng ga là bốc. Đó, khi các bạn gia tốc là côn bám rất bắt, máy nổ rất êm và ngủ. Đó, cái dầu Motul này nếu như các bạn đi từ 300 cho đến 1.200, dầu vẫn đảm bảo cho các bạn đi như lúc mới đổ. Nó chỉ có khác biệt với cái lúc mới đổ là đi các bạn sẽ cảm nhận được động cơ nó sẽ có nóng lên khoảng vài độ thôi. Nếu như bạn nào tinh thì các bạn sẽ cảm nhận được cái động cơ nó sẽ có nóng lên. Và các bạn đi từ cây số 1.200 cây cho đến 1.500 cây thì bắt đầu có hiện tượng là giảm sút về dầu. Các bạn đi ở cái gia tốc lớn thì khi sang số sẽ có cảm giác hơi sượng số và máy hơi ồn. Đó. Nhưng mình khuyến cáo với các bạn là khi các bạn đổ cái chai dầu Motul 3.100 CV này, nếu như đi đường thành phố, đi đường nội đô ở cái tốc độ vừa phải bình thường thì các bạn có thể đi được 2.000 km trên một lần thay. Đó. Còn chai Castrol cũng đi đường nội đô, đường thành phố, đi ở cái những cái quãng đường gọi là bình thường đó thì các bạn nên thay dầu ở cái khoảng cây số là 1.500 km trên một lần thay. Vâng, đây là có nghĩa là cảm nhận và chia sẻ của cá nhân của mình cũng như là ý kiến của khách hàng của mình phản hồi về giữa hai cái loại dầu này đổ vào những cái chiếc xe của dòng Yamaha, ví dụ như chiếc xe Sirius, xe Jupiter là có những cái cảm nhận như vậy. Nếu như anh em thấy hay thì hãy like, share, subscribe kênh của mình là Kiên Motul để nhận được nhiều những cái video tương tự như thế này. Mình sẽ phân tích, mình sẽ chia sẻ với các bạn, sẽ cho các bạn biết là cái dầu nào sẽ phù hợp
với cái chai à, với cái loại xe nào hơn. Những cái clip của mình này thì mang tính chất là cá nhân để chia sẻ cho cộng đồng và tư vấn cho các bạn, chứ mình không phải là một chuyên gia, một nhà chuyên nghiên cứu về các loại nhớt lâu năm đó. Nếu như anh em mà cảm thấy là như thế là chưa đúng so với thực tế thì anh em hãy comment bình luận bên dưới để mình biết, để mình làm được nhiều những cái clip mà nó thân thiện hơn, hoặc là những cái lời nói của mình có điều gì đó mà hơi thiên về dòng dầu này và hơi thiên về dòng dầu kia thì anh em cũng nên bình luận bên dưới để mình biết, để mình làm những cái clip mà nó sẽ mang cái tính chất là trung bình hơn, không thiên về một cái dòng dầu nào quá. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.